nhắc đến Nam Mỹ, người ta thường nghĩ đến vùng đất văn hóa đầy màu sắc, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Những bờ biển trải dài ngập tràn ánh nắng, cùng những hòn đảo được Thái Bình Dương ôm trọn vào lòng. Peru, một trong những trung tâm lớn của nền văn minh cổ xưa. Được nhắc đến nhiều nhất là khu di tích ở Machu Picchu, thành phố nhỏ một thời của đế chế Inca, nơi nằm lẩn khuất trong dãy rừng già trên dãy núi Andes. Thủ đô Lima, Hoa Mỹ, tiêu biểu cho di sản Tây Ban Nha ở Nam Mỹ. Đất nước còn được nhắc đến bởi hồ Titicaca bao la như biển lớn, nằm ở độ cao 3.800m. Bolivia, nơi lưu giữ những vẻ đẹp nguyên sơ, giữa văn hóa bản địa phong phú và cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của dãy Andes. Nổi tiếng với La Paz, thủ đô cao nhất thế giới. Nơi đây còn nổi danh với sa mạc muối Uyuni tận chân trời, với bề mặt muối phản chiếu ánh sáng mặt trời, làm cho khi ở nơi này có thể ngắm hoàng hôn từ bốn hướng với khung cảnh huyền diệu. Đặc biệt vào mùa đông, Uyuni như một thế giới trong gương, khi phản chiếu hoàn hảo ánh nắng, in bóng mây trời trong xanh và những ngọn núi tĩnh lặng kỳ vĩ. Chile, dải đất hẹp có hình dáng như quả ớt, mang chút hoang tàn của sa mạc Atacama khô cằn nhất thế giới. Đảo Phục Sinh là địa điểm được nhắc đến nhiều nhất khi đến Chile, với những bức tượng hình người bằng đá, được gọi là Moai, tuổi thọ khoảng 6.000 năm. Các pho tượng Moai nằm rải rác khắp nơi trên đảo, chứa được nhiều câu chuyện huyền bí, thách thức sự khám phá của khách du lịch. Chuyến hành trình liên tuyến 3 điểm đến Peru, Bolivia, Chile sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên, nơi xứng đáng để du khách đặt chân đến cho những chuyến du lịch của mình.